Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin vui lớn, Tòa Thánh bổ nhiệm một vị trí quan trọng là người Việt Nam. Thêm bản tin, động thái mới từ Tòa Thánh và tương lai cuộc tử đạo của cha Jose Trần Ngọc Thanh OP. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau đây quả là hai bản tin thật vui cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ngày 3 tháng 7 năm 2023, cha Thomas Nguyễn Đình Anh Huệ được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm vào Ủy ban các vị tử đạo mới, chứng nhân đức tin tại Bộ Phong Thánh. Linh mục Thomas Nguyễn Đình Anh Huệ sinh năm 1970 tại Quy Nhơn, Bình Định, tu sĩ dòng Francisco Việt Tu, tỉnh dòng Guazawa, Ba Lan năm 1988. Cha Thomas là một du học sinh bình thường tại Liên Xô, nước Nga ngày nay là một phần trong Liên bang Xô Viết. Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã năm 1990, thì ngài tiếp tục học ở Nga vài năm sau đó, chuyển đến Ba Lan. Ngài được thụ phong linh mục năm 2003 tại Rome. Năm 2006, cha Thomas tốt nghiệp tiến sĩ thần học kinh thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregorian. Cha Nhuệ là tác giả của nhiều sách, bài báo khoa học được nhiều người biết đến. Ngài có thể trao đổi thông thạo 7 ngoại ngữ. Cha đã đạt được nhiều bằng cấp về học vị, nhận được nhiều giải thưởng vinh danh và với khả năng uyên bác về kinh thánh. Ngài được mời đi giảng thuyết nhiều nơi trên thế giới và là giáo sư giảng dạy chính thức tại nhiều trường đại học như Đại học Thần học Công giáo tại Melbourne, Đại học Giáo hoàng Gregorian, Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Năm 2016, cha Nhuệ đảm nhận chức vụ Viện trưởng Viện Thần học Giáo hoàng Thánh Bonaventura Viện Spavicum. Năm 2019, cha Thomas được bổ nhiệm làm thành viên cơ quan Tòa Thánh thẩm định và cải tiến chất lượng của các trường đại học của giáo hội. Năm 2021, Linh mục Thomas Nguyễn Đình Anh Huệ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, đồng thời làm Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo và Giám đốc hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Năm 2023, như nêu trên, Ngài được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm vào Ủy ban các vị tử đạo mới, chứng nhân đức tin, tác giả Sói Thanh. Thưa cộng đoàn, bản tin vui thứ hai như sau. Ủy ban các vị tử đạo mới và cái chết của cha Jose Trần Ngọc Thanh trong lúc giải tội. Trong cuộc phỏng vấn với báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh được công bố ngày 12 tháng 7 năm 2023, cha Thomas Nguyễn Đình Anh Huệ, dòng Francisco Việt Tu, Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, thành viên Ủy ban các vị tử đạo mới nhấn mạnh đến chứng tá tử đạo và tha thứ cho kẻ giết mình trong lúc đang giải tội của cha Jose Trần Ngọc Thanh, tu sĩ dòng Đa Minh. Trong tinh thần hướng về năm thánh 2025, ngày 5 tháng 7 năm 2023, Đức Thánh Cha đã thiết lập Ủy ban các vị tử đạo mới, chứng nhân đức tin, nhằm lập một danh sách tất cả những người đã đổ máu để tuyên xưng Chúa Kitô và làm chứng cho tin mừng. Ngài cho biết, Ủy ban các vị tử đạo mới sẽ tiếp tục nghiên cứu việc đã được bắt đầu trong dịp đại năm thánh 2000 để xác định các chứng nhân đức tin trong một phần tư đầu của thế kỷ và sau đó tiếp tục trong tương lai. Những người cho đến hôm nay vẫn tiếp tục bị sát hại chỉ vì là Kitô hữu. Nghiên cứu sẽ không chỉ liên quan đến các tín hữu của Giáo hội Công giáo, nhưng sẽ được mở rộng đến các tín hữu của các hệ phái Kitô. Trong cuộc phỏng vấn với báo Quan sát viên Roma, cha Thomas Nhuệ, thành viên Ủy ban các vị tử đạo mới cho rằng, với Ủy ban này chúng ta có thể sẽ tưởng nhớ đến các vị tử đạo âm thầm, cách riêng ở Việt Nam luôn hiện diện trong lịch sử giáo hội. Các vị tử đạo không muốn được thế gian và hậu thế tôn vinh, được ơn Chúa chúc phúc, các ngài đã tìm được sự chiến thắng và hạnh phúc nơi chính Chúa. Các vị đã chết trước hết vì sự thúc đẩy của một đức tin đích thực. Những chứng tá này vẫn sống động và sinh hoa trái cho đến ngày nay. Cuộc đời của các vị tử đạo và sự hy sinh cao cả vì đức tin là một câu chuyện mạnh mẽ cho đời sống giáo hội hôm nay ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Trong số các vị tử đạo đương thời, Tổng Thư ký Liên hiệp các hội giáo hoàng truyền giáo nhấn mạnh đến kinh nghiệm gần đây của Linh mục dòng Đa Minh. Cha Jose Trần Ngọc Thanh, 41 tuổi, bị giết vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 khi đang giải tội tại giáo xứ Dartmouth, cách Kon Tum gần 70 cây số về phía Tây Bắc.
Cha bị một người được cho là có vấn đề tâm thần tấn công và qua đời vào đêm cùng ngày. Các tín hữu có mặt tại nhà thờ chứng kiến vụ tấn công đều bàng hoàng. Cũng trong cuộc phỏng vấn, cha Tôn Ba Nhuệ cho biết thêm, Đức cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị, giám mục Kon Tum, người đã ở bên cạnh cha Giuse Thanh trước khi chút hơi thở cuối cùng làm chứng. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã tha thứ cho kẻ sát hại ngài và ngài nói thêm, cái chết của cha Giuse Thanh là một mất mát lớn. Nhưng với cái nhịp đức tin, chúng ta phó thác biến cố này cho lòng thương xót Chúa, như cha Giuse đã làm. Chúng ta được mời gọi yêu thương, tha thứ, dẹp bỏ hận thù, cầu nguyện cho tội nhân biết ăn năn. Giám mục Kon Tum khẳng định ý Chúa là mầu nhiệm. Giờ đây không ai có thể tách cha Giuse Thanh ra khỏi tình yêu Chúa. Khi bị giết, cha đã ở vị trí của Chúa Kitô ban ơn tha thứ của người. Chết trong giây phút đó, trong tư cách của Chúa Kitô phải là một ân sủng đặc biệt. Nguồn Osservator Romano. Nguyện xin Chúa soi sáng cho Giáo hội Việt Nam chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.